xin chào các cậu chúc mừng năm mới và chào mừng các cậu đã quay trở lại với way to way cartoon cùng với series We Bear, Bear. sau một thời gian dài vắng bóng như các bạn đã biết hồi nhỏ gấu trắng đã sống với một người đàn ông người nga tên là jury trong một khoảng thời gian dài trước khi gặp hai em nhà gấu của mình và sau này cậu cũng đã gặp một người con gái đặc biệt có mối liên hệ với jury trong video lần này mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu làm rõ về mối quan hệ bí ẩn giữa Juri, Ice Bear cùng với Yana nha. Let's go! Đầu tiên, chúng ta hãy cùng quay lại với quá khứ của gấu trắng nào. Đó là ở tập 17, phần 2, Juri and the Bear. Vào thời điểm này, gấu trắng vẫn chưa gặp được những người anh em của mình. Mọi chuyện bắt đầu ở một vùng lạnh giá của Bắc Cực với tuyết phủ trắng. Gấu trắng một mình lẻ loi giữa một vùng đầy tuyết trắng. Ice Bear bé nhỏ và lần mỏ, ẩn nấp dưới tuyết chỉ để săn một chú chim nhỏ. Nhưng mọi nỗ lực đều bất thành. Nhưng rồi, một bầy chó kéo tuyết chạy đến. Có vẻ như những con người này đang săn đuổi gấu trắng. Cũng như chúng cũng chính là lý do mà gấu trắng phải ở một mình khi còn bé như thế này. Với phản ứng bất ngờ cũng như hành động ngay lập tức chui xuống tuyết để chạy trốn của gấu trắng, cho thấy gấu trắng đã từng bị truy đuổi bởi những con người này. Đây chính là những tên săn trộm gấu trắng, một nạn săn trộm khá đáng sợ ở Nam Cực. Điều này đã khiến khá nhiều gấu trắng biến mất trong một thời gian ngắn. Quay trở lại lúc gấu trắng đang chạy trốn, cậu đột đâm đầu vào cái lều của ai đó trong lúc đang chạy trốn cậu lập tức bị mê hoặc bởi mùi thức ăn thơm lừng phát ra từ chiếc lều không nghĩ ngợi gì với cái bụng trống rỗng gấu trắng lập tức chui vào trong chiếc lều kia để tìm kiếm thức ăn căn lều này có đầy đủ mọi thứ cho một con người đang sống yên ổn rơi vào những gì chúng ta thấy thì căn lều này đã được đặt ở đây khá lâu một con người đã dùng nơi này như một căn nhà nhưng gấu trắng đã không chú ý tới những thứ gì khác ngoài nồi thức ăn thơm phức đang đặt trên bếp nhưng mới chỉ kịp ngửi thì chủ của căn lều đã về gấu trắng lo rằng đây chính là một trong những căn lều của những tên săn trộm cậu ngay lập tức chui vào gầm giường, nhưng ngay lập tức bị người đàn ông kia săn đuổi bằng một cây dìu. Trong lúc đuổi gấu trắng, người đàn ông đó đã bị ngã và bị thương. Nhận thấy người này không có ý đồ gì xấu xa, gấu trắng đã quay lại và đưa ông ấy băng gạc. Người đàn ông này tên là Yuri, là một người đàn ông người Nga, nhưng không biết vì lý do gì mà ông đã phải ở một mình trong nơi lạnh lẽo này. Nhận thấy sự nguy hiểm của lũ thợ săn, Yuri quyết định cho gấu trắng ở lại cùng ông. Yuri dạy gấu trắng mọi thứ ông biết, từ nấu ăn, sửa chữa, tiếng Nga và cả cách sử dụng dìu. Đối với một chú gấu nhỏ không gia đình, thì Jury lúc này như là người cha của gấu trắng vậy. Nhưng trong một lần lau dọn nhà cửa, vì sự tò mò của mình, gấu trắng đã mở ra cái dương mà Jury đã nói không dành cho gấu. Khi mở nó ra, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một bức ảnh của Jury thời trẻ cùng với gia đình ông ấy, một người vợ cùng một bé gái. Còn về Jury trong bức ảnh là một Jury tươi cười với vẻ mặt hạnh phúc. Không thể biết được tại sao Jury cùng gia đình mình lại bị chia cắt. Dù sao thì sau khi thấy bức ảnh Gấu trắng đã đẽo một con ngựa gỗ y hệt con mà cô bé trong bức ảnh cầm để tặng Jury. Nhưng khi thấy con ngựa, Jury đã khá tức giận và làm gấu trắng giật mình đánh vỡ bức ảnh. Jury nổi giận đuổi gấu trắng đi, nhưng bị kịch chưa dừng lại ở đó, sau khi bỏ chạy, gấu trắng đã mắc vào bẫy của những tên thợ săn. Nhưng may sao, cậu đã được Jury tìm thấy và ôm gấu trắng chạy trốn. Nhưng vì lũ thợ săn quá đông, họ đã bị dồn vào đường cùng, Jury đành phải chọn cách buồn nhất, ông chặt tảng băng của gấu trắng và đẩy cậu ra xa gấu trắng mới thực sự trưởng thành hơn. Thêm nữa, từ đây, mọi mắt xích giữa ba con người bắt đầu được nối lại với nhau. Ngay sau tập 17 phần 2, Jury and the Bear, ở tập 18, gấu trắng trong khi đi tìm manh mối về những tên ăn trộm chiếc máy hút bụi Roomba của mình. Cậu ấy đã đi tìm một người con gái khá đặc biệt ở một quán bar bí mật. Người con gái đó tên là Jana. Vì nhà sản xuất sắp xếp tập quá khứ gấu trắng, ngay trước tập gấu trắng gặp Jana, dường như cũng có một sự liên kết đặc biệt nào đó mà họ muốn người xem biết. Jana là một người con gái người Nga, có tính cách khá mạnh mẽ. Là một người phụ nữ có vóc dáng bình thường với nước da trắng và mái tóc đen, cùng với hình xăm bông tuyết trên cánh tay trái. Với vẻ ngoài như thế, nhưng Jana lại là một người khá tình cảm, nhất là với gấu trắng. Các bạn biết đó, Suderi mà. Có vẻ như gấu trắng và Jana đã quen nhau khá lâu. Theo như lời Jana nói, gấu trắng cùng cô đã từng có một cuộc sống phiêu lưu hành động. Nhưng vì một lý do nào đó mà hai người đã rời xa nhau. Cho đến tập 23 phần 3, Arc Night 2 Jenna cùng gấu trắng đã một lần nữa gặp lại nhau. Nhưng lần này, cô ấy đã bị lũ dân IT bắt và đòi chiếc máy hút bụi Roomba của gấu trắng làm vật trao đổi. Gấu trắng đã ngay lập tức lao đến cứu Jenna. Một lần nữa, ở nơi đây, mối quan hệ của hai người đã được xác nhận rõ ràng hơn. Khi mà Jenna nói rằng đã từng cứu Ice Bear khỏi rắc rối ở Mumbai và Izabi và đổi lại, Ice Bear đã cứu cô khỏi rắc rối ở Tokyo và Thượng Hải. Hai người đã làm một pha đánh đấm ra trò ở hang ổ của Barry. Và trong lúc chiến đấu, chúng ta cũng đã thấy Jana có một khả năng chiến đấu bằng dìu khá điều nghệ. Gấu trắng đã khá ngạc nhiên khi cô vừa lấy cây dìu và đánh nhau với bọn người máy. Hmm, khả năng dùng dìu à? Nghe giống ai đó phải không các bạn? Ngay sau khi đập phá xong hang ổ của Barry, Jana đã rời đi và bỏ quên lại chiếc mề đay của mình. Và khi gấu trắng mở mắt ra, mọi thứ đã đập vào mắt gấu trắng và làm gấu trắng sốc. Đó là bức ảnh chụp gia đình của Jerry mà gấu trắng đã từng thấy và còn làm vỡ nó. Bên cạnh của bức ảnh còn có một dòng chữ, con gái yêu, được viết bằng tiếng Nga. Đấy là chiếc mề đay do chính tay Yuri làm để tặng con gái của mình. Nhưng nếu chúng ta sắp xếp lại các chi tiết từ việc Jana là người Nga đến khả năng sử dụng gì của cô, chúng ta sẽ đoán được đến 99,99% ,99 Jana chính là con gái thất lạc của Yuri. Theo như mình, ban đầu gia đình nhà Yuri là một gia đình khá hạnh phúc. Điều chứng minh nó là những khuôn mặt hạnh phúc trong bức ảnh của Yuri hay trên cái mề đay của Jana. Nhưng vì một lý do nào đó mà họ bị tách ra. Giải thuyết thứ nhất của mình là họ đã gặp một tai nạn nào đó khiến họ bị chia tách. Juri ở một nơi và Jenna cùng mẹ cô ở một nơi và có thể mẹ cô đã mất. Theo mình, tai nạn này có vẻ liên quan tới lũ săn trộm gấu trắng vì ở trên fandom có một phần đặc biệt ở nhân vật jury Ông được ghi là có kẻ thù là những tên thợ săn kia. Sau đó cô ở một mình và bắt đầu một cuộc sống mạnh mẽ hơn. Vì nếu như các bạn để ý, cô bé Jenna trong bức ảnh cũ có vẻ là một người rất nhút nhát và nhẹ nhàng. Nhưng sau khi gặp phải tai nạn kia mà cô đã phải tự thích nghi và có một cuộc sống hành động cùng gấu trắng một thời gian sau đó. Còn giả thuyết thứ hai của mình là không phải sự kiện nào đó chia rẽ gia đình Yuri mà chính ông là người đã từ bỏ gia đình của mình từ khi Jana còn rất nhỏ. Có lẽ ông đã bỏ đi sau thời điểm tặng cái mề đay cho Jana. Vì sao mình nói như vậy? Bởi vì chính ở tập 17 phần 2, Yuri and the Bear, chính Yuri đã tự cất giấu những ký ức, những kỷ niệm của mình vào trong chiếc hòm gỗ và không bao giờ mở ra. Cho tới khi gấu trắng tò mò và mở nó ra Điều đó đã làm Jury khá tức giận. Tức giận vì gấu trắng đã mở ra ký ức đến tối của mình. Dường như Jury đã hoàn toàn ổn định và hài lòng với cuộc sống của mình và không hề có ý định đi tìm con gái của người vợ. Nhưng có vẻ sau sự việc gấu trắng mở ra chiếc hòm ký ức mà Jury trước giờ muốn giấu đã làm cho ông có một chút gì đó động lòng. Mối quan hệ giữa ba con người, gấu trắng Jenna và Jury, đã tạo thành một móc nối đặc biệt. Jenna là con gái mất tích của Jury, Jury lại nhận nuôi gấu trắng và sau đó... Gấu trắng và Jana lại có tình cảm với nhau. Đây gọi là con nuôi rể từ bé đây mà. Không biết, sau gần đấy năm, Yuri có còn sống và đi tìm con gái Jana của mình nữa không nhỉ? Các cậu nghĩ sao về chuyện này? Phía trên hoàn toàn là những giả thuyết của tớ, suy ra từ những chi tiết trong phim. Có thể đúng, có thể sai. Nhưng các cậu hãy cùng tớ theo dõi tiếp tục series xem liệu họ có thể tìm thấy nhau trong những tập phim mới không nha. Các cậu thấy giả thuyết của mình thế nào? Hãy cùng bàn bạc ở phía bên dưới comment nha. Cảm ơn các cậu đã đón xem video. what to wear out